Đội tuyển nữ Việt Nam bước vào trận đấu với Hà Lan bằng quyết tâm để lại dấu ấn đẹp trước khi chia tay World Cup nữ 2023. Huấn luyện viên Mai Đức Chung quyết định để Thái Thị Thảo và Huỳnh Như trên băng ghế dự bị. Trần Thị Hải Linh và Phạm Hải Yến được lựa chọn trong đội hình xuất phát. Trong những phút đầu tiên, đội tuyển nữ Việt Nam tạo ra những pha bóng đầy hứng khởi. Các học trò của ông Mai Đức Chung tạo ra hai cơ hội nguy hiểm. Các cổ động viên Việt Nam tiếc nuối khi Bích Thủy sút không trúng đích sau đường chuyền của Thanh Nhã. Sau vài phút đầu trận để đội tuyển nữ Việt Nam dâng cao, đội tuyển nữ Hà Lan sớm chứng minh đẳng cấp. Phút thứ 8, từ đường chuyền dài vượt tuyến của Dominic Janssen, tiền đạo Lieke Martin dứt điểm mở tỷ số trận đấu cho đại diện châu Âu. Sau đó 3 phút, đến lượt Daniel Van Der Donk kiến tạo cho Qatar Sunui nâng tỷ số lên 2-0. Cách biệt được nới rộng lên thành 3 bàn ở phút 18 khi Esme Brooks dứt điểm rất đẹp mắt từ khoảng cách 25m đánh bại Kim Thanh. Phút 23, vẫn là hậu vệ Janssen với pha dâng cao và kiến tạo để Gil Jot ghi bàn thắng thứ 4. Đội tuyển nữ Việt Nam để thua chóng vánh nhưng không mất tinh thần. Các cầu thủ áo trắng phòng ngự tập trung và hạn chế nhiều pha tấn công nguy hiểm của đối thủ. Kim Thanh cũng thi đấu ấn tượng với nhiều pha bay người xuất sắc. Tuy nhiên, đội tuyển Hà Lan vẫn có bàn thắng thứ 5 trước khi hiệp 1 kết thúc. Bước sang hiệp 2, đội tuyển nữ Hà Lan tiếp tục tấn công. Họ ghi bàn thắng thứ 6 ở phút 57. Tiền vệ Brook lần thứ 2 lập siêu phẩm với cú sút xa có vận tốc lên đến 107 km/h. Khổng Thị Hằng được ông Mai Đức Chung đưa vào sân ở hiệp 2 để có trải nghiệm World Cup nhưng không có cơ hội cản phá. Đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục cho thấy nỗ lực. Trong những phút cuối trận, Huỳnh Như và đồng đội cố gắng giữ bóng ở sân đối phương để tấn công. Bàn thắng đã ở rất gần đội tuyển nữ Việt Nam khi Hải Linh dứt điểm hỏng đáng tiếc trong vòng cấm. Dù rất cố gắng, đội tuyển nữ Việt Nam không thể ghi bàn đầu tiên ở World Cup. Thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung chia tay giải đấu với 3 trận thua. Chung cuộc đội tuyển nữ Việt Nam để thua Hà Lan với tỷ số 0-7 trong trận đấu cuối cùng tại vòng bảng World Cup nữ 2023.